Nam Mô Bích Tha Giá. Hôm nay là ngày của Sư Bẩn, nhưng Sư Bẩn bận rồi thành đang được sư định biết. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Đạt Mát trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhà Việt thành kính lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Ikhanikaya và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng. Đã Sutra Sutta 8.1, tám pháp có nhiều tầng, sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta ra nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thà Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, huynh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bích Thà Giá Sa Thú Lành Thay, chúng con kính trân Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh bài 34 kinh Thập Thượng 8.1, tám pháp có nhiều tác dụng. Sơ Thượng Tọa Tiểu Quyền giảng giải, chúng con thỉnh Thượng Tọa Tỷ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thà Giá. Nam Mô Bích Thà Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thiên Quan Lễ Tư Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta qua chương 8 pháp. Trong chương tám pháp này cũng có 10 thể tài. Tức là tám pháp đang tác dụng, tám pháp cần phải tu tập, tám pháp cần phải biến tri vân vân. Thì hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của chương tám pháp là nói về tám pháp đang tác dụng. Ở đây cái chữ sơ phẩm hạnh hay là một cái phẩm hạnh căn bản cũng được, chúng ta xài căn bản cũng được. Tức là đối với cái đời sống phẩm hạnh bước đầu, thì cái đời sống phẩm hạnh bước đầu một vị xuất gia phải an trú
tám pháp. Có như vậy thì cái trí tuệ phần hạnh bước đầu của vị đó mới được thành tựu nổi bật. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tám pháp này được giảng giải bởi Thượng tọa Tây Nguyên. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa giảng sư thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thưa lành thay, chúng con kính chiên Thượng tọa Tây sư đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Về hôm nay tôi trình bộ kinh là 34 kinh tập thượng, 8.1 tám pháp có nhiều tác dụng. Atthadhamma bahukara atthadhamma bhavetappa atthadhamma prinyaya atthadhamma pahatappa atthadhamma halabhagiya atthadhamma visesabhagiya atthadhamma dapativitya atthadhamma upadetappa Atthadhamma Apinyaya Atthadhamma Satchikatappa. Có tám pháp có nhiều tác dụng. Có tám pháp cần phải tu tập. Có tám pháp cần phải biến tri. Có tám pháp cần phải đoạn trừ. Có tám pháp chịu phần tai hại. Có tám pháp đưa đến thù thắng. Có tám pháp rất khó thể nhập. Có tám pháp cần được sanh khởi. Có tám pháp cần được thắng tri. Có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp có nhiều tác dụng? Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh, nếu chưa chứng được, đưa đến bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Này các hiền giả, ở đây ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Như vậy là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh. Nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Người này thỉnh thoảng đến các vị ấy và đặt những câu hỏi. Này tôn giả, vấn đề này là thế nào? Vấn đề này nghĩa như thế nào? Và các vị này đối với người ấy nêu rõ những gì bị che khuất, phơi bày ra những gì bị dính và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với những vấn đề đang còn nghi ngờ. Như vậy là nhân thứ hai, duyên thứ hai đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. Sau khi đã nghe pháp, vị này được hai sự an tịnh về thân và an tịnh về tâm. Như vậy là nhân thứ ba, duyên thứ ba đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh, nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự, với sự chế ngự giới bổn, Patimokkha, đầy đủ quan nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong các học pháp. Như vậy là nhân thứ tư, duyên thứ tư đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh, nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đa văn, ghi nhớ điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe, với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp lại, tâm ý suy tư, khéo thành đạt chánh trí. Như vậy là nhân thứ năm, duyên thứ năm đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh, nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, vững chắc, kiên trì đối với các thiện pháp. Như vậy là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu
đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày, như vậy là nhân thứ bảy, là duyên thứ bảy, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống quan sát sự sanh diệt của năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là tập của sắc, đây là diệt của sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là tập của thức, đây là diệt của thức, như vậy là nhân thứ tám, duyên thứ tám, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn. 399. Tám pháp đa tác dụng Ukara Dhamma. Đây là tám nhân dẫn đến tuệ phạm hạnh các bạn. Hetu Adiprahmacharya Kaya Panyaya Samvasanti. Một, an lập lòng tạm quý nhạy bén. Tipam hiri otapam pachutitam hoti. Hai, tùy thời hỏi pháp kale na dhammam paribuchati. Ba, sống viễn ly thân tâm kaya chitta upaskasena sambaditi. Bốn, có giới hạnh sila sila wa hoti. Năm, có đa văn Bahusutto hồ tí. Sáu, trú chuyên cần Arata Vidyo Vihatati. Bảy, có chánh niệm Satima hồ tí. Tám, sống quán sanh diệt đối với ngũ uẩn, sống quán sanh diệt đối với ngũ thủ uẩn. Bành cha xúc Upada Nakhan Thide xúc Udaya Vaya Và Nupasi Udi. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sơn Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lạy đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lạy đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm, tăng chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Kính lễ đến cái tâm Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Kutang Phakkawantang Apivadi Phakkato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhattibhano Phakkawato Sanamani. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ứng đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ qua được Tam Bảo hành giáo hội đến Chư Tôn Đức Tăng quý tôn được cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học qua đã là tám pháp, thì nó gồm cái đoạn đường rất là dài, bây giờ là tới tám pháp rồi. Hôm nay là pháp đa tác dụng, thì như là dẫn nhập của Sư Phụ Thầy Siêu, chúng ta hiểu đây là một cái nền tảng, một cái căn bản. Đối với một ta là một vị tân sư trong pháp hội luật này, nếu như ai mà cũng được thực hành được căn bản với tám pháp này thì thật là tuyệt vời, thật là tốt đẹp cho những chúng sinh đó. Một cái điều căn bản cao quý nhất mà đầu tiên nhất, đó chính là cái mà chúng ta phải sơ khởi, chúng ta phải có cái lòng tham, lòng quý, cái Hiri-ottapa. Mà cái Hiri-ottapa này nó chính là cái nhân để đưa đến những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh khởi, những thiện pháp
nó đã những thiên pháp đã sanh quân tập và nuôi dưỡng nó, và những ác pháp chưa sanh sẽ không sanh, và những ác pháp đã sanh chúng ta loại trừ được. Và chúng ta nhớ lại khi mà còn rất là trẻ tuổi, thì một khi là sau khi Đức Phật ngài chứng đắc vô thượng bồ đề, trên đường trở về Katila về, chúng ta nhớ Ra Hồ La chạy ra, Ra Vô Đà La bảo đó là cha của con, hãy ra để xin cái tài sản. Thì bà ta nghĩ rằng là xin tài sản, đấy chính là tài sản của quốc gia, tài sản của vương thành các cái lâu quá thú. Nhưng điều khi mà đi ra đó, Đức Phật ngài biết thì ngài ban cái thất thánh tài ở trong đó, tức là văn tàm tài thí quý tuệ. Ở đây chúng ta thấy có cái gì tàm tài, chẳng những là điều căn bản mà nó trở thành một tài sản rất là lớn lao cho những ai có được lòng tàm, có những được cái lòng quý, biết ghê sợ và biết hổ thẹn tội lỗi. Nếu biết ghê sợ và biết hổ thẹn tội lỗi thì cái nền tảng cho những thiện pháp hết sức là lớn mạnh. Bởi vì thấy ghê sợ những việc ác, ngay cả khéo léo và tốt đẹp hơn nữa, trong những cái lỗi nhỏ nhặt, trong những cái điều học, bởi khi giáo quá tá thôi chỉ là đời chê trách thôi, vì ấy cũng khéo mà giữ gìn, hay là gọi là cái ưng học pháp, nó chỉ là những cái điều hết sức là nhỏ nhặt. Nhưng có một vị mà thọ trì giới, thọ trì luật, thời vị ấy sẽ rất là trân quý, xem những cái việc ác là những cái điều mà ghê gớm và sợ hãi, cũng như quý trọng những cái thiện sự tuy nhỏ nhưng được quý trọng đối với cái người trí tuệ, đối với cái người biết quân tu, biết khéo tu, thì người ta làm như vậy. Để an lạc được cái hay là để mà làm cái nền tảng, hay là làm cái sự lớn mạnh, thì cái lòng quý này, cái lòng tàm này là một tiên khởi, lòng tiên khởi. Nếu như một người mà giữ gìn giới mà không có cái lòng tàm, lòng quý thì thời không thể giữ gìn giới. Một người gìn giữ cái tâm của mình được tốt đẹp, nếu như không có cái lòng tàm quý thì tâm cũng không được vắng lặng, tâm cũng không được thanh tịnh. Cũng như chúng ta nhớ đối với ngày Chắc Khúc Ba Lá, ngày hồ mù, ngày hồ nhãn đó, ngài biết như không nhỏ mắt thì mắt ngài sẽ mù, nhưng nếu như ngày nhỏ mắt ngài nằm xuống thì xem như cứ ước nguyện cái thuốc tăng gác, tức là pháp đầu đà của ngài, nó sẽ không thành tựu như ý của ngài. Thế là ngài quyết định ngài giữ gìn cái oai nghi, cái ý niệm tu tập đó, và cũng nghĩ rằng đau đớn khổ đau nhiều rồi, cũng như chúng ta biết, thà là đôi mắt mù còn hơn cái vòng luân hồi nó mù, còn hơn là cái điều tội lỗi nó sẽ mù hơn nữa. Chỉ là một cái điều nhỏ thôi, nhưng ở đó vì cái lòng, vì cái lòng quý, cũng như tất cả chúng ta, nếu như ai mà có cái có lòng quý khởi sinh lên, thời chúng ta sẽ không làm cái việc ác dù cho là nhỏ, bởi vì chúng ta kém cái lòng tàm, kém cái lòng quý, cho nên chúng ta mới vi phạm những cái lỗi lầm từ nhỏ nhặt và tiểu từ thành đa, từ cái nhỏ nó trở nên cái lớn. Đây là một điều hết sức là nguy hiểm trên tinh thần tu tập. Nếu những ai mà không biết quý trọng thì tời
vì ấy sẽ khó thành tựu, khó lớn mạnh ở trong pháp và luật này. Cho nên đây là một cái pháp mà chúng tôi gọi là cũng như là nó đa tác dụng, nó là một tài sản, nó là một đa tác dụng, nó là một điều mà lợi ích lớn. Và cũng như thế, nếu như chúng ta tu tập buổi sơ khai mà chúng ta biết học hỏi, chúng ta biết cầu học, chúng ta biết cầu pháp, và cầu pháp này đó chẳng hạn như đối với người đệ tử khi đi đến thầy thì thường tham vấn thầy về những cái lý pháp, thường tham vấn với thầy về những cái điều thắc mắc của chính mình, thì vị ấy mau lớn mạnh trong pháp và luật này. Bởi vì cái trí tuệ nó phát sanh do được nghe, do được học, do được truyền thụ và do được hỏi đáp. Nó phát sanh lên. Và ở đây cái điều đặc biệt là chúng ta phải làm việc đúng thời. Đúng thời. Và cũng như Băng Cá Lá Số Tá đã dạy, Ca Lê Nó Tham Má Sô Hoa Năng Ê Tăng Măng Cả Lâm Mốt Tâm Anh, nói pháp hay là hội pháp, luận pháp đúng thời, đúng lúc thì là kiết tường cao thượng. Còn nếu như chúng ta không nói pháp không đúng lúc thì nó chỉ không, những không đúng thời mà nó vô tác dụng. Chúng tôi có một vị, có một sư đi tụng kinh Nam Ma, cái người ta khóc, cái kia thôi đừng khóc, thì sư ấy nói rằng đọc như trong kinh văn vậy đó, là sự khóc lóc, sự thương tiếc chẳng ích chi cho người quá vãng, khi người khóc lóc thương tiếc muốn cất ăn năn, sau này là sự vô ích không không, thì chẳng những họ không nghe mà cũng khóc, khóc bù lu bù la. Thì vẻ nói không có chúng tôi, nhưng chúng tôi về chúng tôi mới nói cho vẻ nghe rằng là sự thật ra mà nói đó, khi mà ta đã khóc lóc đó, mình tới mình kêu người ta dừng khóc rồi, khi người ta phải hiểu một phần nào cái lý đạo, để cho họ nhẹ lại chút xíu thì chúng ta nói. Vào lúc đó cái sự xa lìa, cái sự vật mạch mà họ yêu, họ thương, họ vừa lòng, thì hỏi làm sao mà họ không khóc lóc một cách, khi nào mà họ khóc đến một cách tuyệt vọng quá thì chúng ta mới nói. Chứ còn bây giờ là nước mắt này nó rơi thì nó là một chuyện bình thường chứ không phải là cái chuyện bất thường. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải nhớ mình nói đúng thời đúng lúc, tức là vì ấy cảm thấy thấy những cái điều mà nó không đúng là vì ấy nói ra, nó cũng là cái tâm tốt, nhưng cái lòng tốt đó không đặt đúng chỗ thì chẳng những nó trở nên nó vô ích mà nó lại là gây một cái ngược lại. Họ thấy cảm thấy tại sao mà kỳ vậy, tại sao không được khóc và họ cũng không nghe. Thì chẳng hạn như sau đó họ bình tâm lại rồi, nhưng khi họ đi đến chùa đó, thì chúng ta nói cho họ nghe, thì cũng đừng có thương tiếc, đừng có nhớ thương nhiều, không phải khóc, đó là một cái điều tốt, vân vân. Thì tùy theo cái điều mà chúng ta chỉ dẫn, cho nên hỏi pháp hay hoặc là nói pháp đúng thời thì nó mới phát sinh cái phước lành, và nó đúng lúc. Cũng như vậy, một người mà nếu mà sơ khai hay buổi ban đầu hay là một vị tân sư mà được sự truyền trao của vị thầy giáo thọ hay vị sư phụ của mình, thì điều này chúng ta sẽ mau tiến qua pháp và luật này, và chúng ta nhờ nghe, học hỏi và làm cho chúng ta mở mang cái kiến thức mà chúng ta mà tiến tu. Và cũng như thế, chúng ta sống có một sự viễn ly thân tâm. Cái sự viễn ly thân tâm này đối với mọi vật, đối với mọi sự xung quanh chúng ta, đừng có bài biện quá nhiều,
đừng có làm quá là quan trọng, đừng có làm quá là nhiều thứ nhiều điều. Một vị sư tu tập hay là một người tu thì mọi việc hãy cho nó là đơn giản thì nó sẽ giản đơn. Còn nếu như chúng ta đưa quá nhiều cái tiêu chí và cái lý sự phải như thế này thế nọ thì chúng ta sẽ khó tu. Một thứ nhất là chúng ta nghĩ rằng phải sống như thế này, sống như thế kia, sống chúng ta phải có cái vật dụng này, sống chúng ta phải có cái điều kiện kia, vân vân. Thì điều đó thì chúng ta chỉ chăm sóc, chúng ta chỉ lo lắng đã hết giờ và thật sự khó mà tiến tu. Vì ấy sống biết buông bỏ, vì ấy sống biết tránh xa tránh xa ở đây là tránh xa những cái điều mà làm cho tâm của mình nó dao động, là cái tâm của mình nó tăng thượng cái định, cái giới, cái tuệ. Chứ còn nếu như chúng ta không có cái đời sống mà viễn ly tách rời một chút xíu, hay hoặc là biết điều phục một chút xíu đó, thì kính thưa quý vị, thời chúng ta sẽ sống nó mang tính tức là hơi lợi dưỡng, hay sống hơi thái quá, hay sống không có sự điều phục, không có sự kiềm chế, không có sự tu tập một cách vững chắc. Quả thật một người mà có một cái tâm tu nó đặc biệt lắm quý vị. Người ta rất là đơn giản mọi thứ, từ cái ăn cái mặc, từ cái lời nói hành động việc làm của một người thật tu nó khác. Mà một người bị quá nhiều chi phối chúng tôi có quen một cái mục sư lớn tuổi mà bận tâm cái chuyện gia đình vô cùng, rồi bận tâm cái chuyện ở xa quê về vì em miền Trung, mà vì em cứ lúc nào cũng cứ suy nghĩ tới những người Phật tử ở ngoài đó, rồi những người họ khổ như thế này, họ thiếu thốn cái điều kiện như thế kia. Và thế là vị ấy tìm nhiều cái điều kiện về tiền của để giúp đỡ ở ngoài đó, mà quên đi cái thời gian. Chúng tôi phải nói không á, cái việc khi nào hữu duyên thì chúng ta giúp, còn việc đó không phải việc của mình, không phải là trách nhiệm và bổn phận của cái người tu mà mình làm vậy. Mình thấy hoàn cảnh đó mà mình có điều kiện thì mình giúp, chứ còn trách nhiệm và bổn phận của mình không phải tự đeo mang một cái bổn phận đó, mà mình hãy tự mình tránh né, mình viễn ly đau khổ. Thì cả đời này nơi nào nó cũng sẽ có niềm đau nỗi khổ, dẫu cho người ta có nghèo, đúng, người ta có nghèo thì cái đời tu của mình là nghèo nhất mà, chứ mình có hơn cái gì mà lấy cái nghèo đắp cái nghèo, có cần thiết như vậy không? Thì tự động thu phục, đừng có quan tâm, đừng có đối hoài tới. Cứ tối cứ người ta điện mình một cú điện thoại thì tự nhiên sư cảm thấy sư không bình tĩnh, là điều đó sư đã thu cuộc. Cái chuyện đó chuyện của chúng sinh, cái nghiệp quả của chúng sinh, chứ mình không thể nào mà mình có thể giúp toàn phần được, mình không thể nào mình lo lắng được. Còn cái việc cần thiết nhất chính là cái đời sống mình viễn ly, mình sống đơn giản, mình sống nhẹ nhàng, mình sống có sự không có làm phiền người ta nhiều, và cũng như chính mình có một cái tâm để mà mình vững chắc hơn. Quả thật nếu như làm được cái điều đó thì nó quá tốt đẹp. Còn nếu như mình cứ nay thì bận cái việc này, mốt bận việc nọ, đó cũng là cái sai luôn. Cái đời sống của tu phải là một đời sống mà quá nhiều bận rộn, nó cũng là sai. Bởi nhiều khi á, đi á, có cái lời cảm ơn các vị MC người ta nói mặc dầu bận rộn nhiều Phật sự, cái chúng tôi mới nói với trời tăng,
tu đã là lẽ ra phải thảnh thơi, phải biển ly, mà tại sao mà gọi là bận nhiều Phật sự à? Cái điều này tự động la làng la xóm mà, có phải vậy không quý vị? Mặc dù bận nhiều Phật sự, có cần thiết phải nói như vậy không? Đâu có ai bắt mình phải bận rộn nhiều Phật sự. Những cái chuyện đó chúng ta phải buông xuống kìa, chứ đeo mang lên làm gì? Thì ở đây quả thật thì nói trên cái tâm tình thật nó là vậy đó. Cái tu thêm phải biết buông bỏ xuống, chứ tu đâu phải là tự nhiên mà mình đeo mang cái trách nhiệm, cái bổn phận của chính mình. Mình phải làm như thế này, mình phải làm như thế kia, đâu phải là trách nhiệm. Mà cái điều đó thật đó. À, nếu như cái Phật sự mà cái Phật sự gì, cái điều này á, chúng ta còn phải mở ngoặc đóng ngoặc nữa. Thế nên cái việc làm của người tu là cái Phật sự ha? Chưa chắc. Nhiều khi tục sự rồi lại là hiểu sai nó, cho rằng đó là Phật sự, đó là nhân dân công lý nữa. Cho nên quả thật là Phật sự thì là một điều tốt. Đúng rồi, Phật sự tức là bận rộn để chúng ta tu học, để chúng ta lo tu. Bận rộn thí dụ như ở cái việc này, hôm nay làm việc chúng ta thuyết, chúng ta giảng, hoặc chúng ta dạy đạo, hoặc gì đó vân vân, thì chẳng đặng đừng. Hoặc chúng ta bận tụng niệm gì kinh văn của Phật. Chứ bây giờ nếu chúng ta nói chúng ta bận Phật sự, Phật sự đó là cái chuyện gì? Nào là chúng ta phải tiếp khách, nào là chúng ta phải đi đám, đi đình, thế này, thế kia. Cái chuyện đó phải xét lại à? Cái chuyện đó phải xét lại. Mà khi nói như vậy thì người ta rất là buồn. Người ta rất là buồn. Mà dầu cho buồn, mà rất là buồn thì cũng phải chịu thôi, kính thưa quý vị. Bởi vì sao? Sự tu tập ở trong cuộc đời này, sự tu tập ở trong cuộc đời này là như vậy. Có đôi khi cái việc đó không phải chuyện của một bổn phận và trách nhiệm của một người tu. Cái việc đó không phải là một cái điều mà làm cho người tu được tốt đẹp, mà chúng ta lại tự đeo mang. Sự thật ra mà nói, ngay cả những chức danh, chức vụ thì cũng là cái điều phải xét lại. Rồi ngay cả những cái việc mà nó thuộc về cuộc sống xã hội, rồi chưa nói là được danh như thế này, được lợi như thế kia, sự thật đó phải xét lại thôi. Có nhiều vị hòa thượng, có nhiều vị thượng tọa, có nhiều vị đại đức đưa một cái danh thiếp ra, quý vị từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu chức vụ, và không giới thiệu hay không nói ra thì người ta không vui ở mộ Phật. Sao mà khủng khiếp vậy? Và chúng tôi nói như vậy thì chúng tôi cũng là cảnh cáo với chính mình. Nói ra như vậy cũng nên, cũng như là nhắc nhở mình một chút xíu. À, mình là như thế này, như là thế nọ, có cần thiết như vậy không? Cần thiết. Chúng ta lời sống chúng ta viễn ly, cái thân tâm viễn ly mà cần thiết phải ảnh hưởng cuộc sống xã hội này nhiều. Mà khi ảnh hưởng cuộc sống xã hội này nhiều thì chúng ta xa rời. Nếu như xa rời cái đời sống viễn ly thì chúng ta gần kề, thân tâm chúng ta gần kề cái họp hội, cái quần tụ, cái nhiều chuyện. Một cái là xa rời để ít chuyện, còn một cái á, tức là kiếm nhiều chuyện gom lại để trở thành nhiều chuyện. Đây là một điều mà phải nói rằng là Phật Pháp này không có chấp nhận được. Bởi vì làm gì làm, kính thưa quý vị, cái đời sống viễn ly đòi hỏi với một người tu là thiết cầu.
Còn tất cả mọi thứ mọi chuyện nó sẽ được, nó sẽ mất, nó sẽ không, nó sẽ có, vân vân, nó rất là nhiều ở trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Thà, dạ. Thưa kính thỉnh thượng tọa Tuệ Sư Tuệ Quyền cầm mic trở lại. Thượng tọa, thưa thượng tọa đã bị rớt mic rồi. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cầm mic trở lại. Có khoảng 5 phút rồi đó. Dạ, cảm ơn cô Khê Ma. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói là không à? Dạ, bộ phận. Quý vị nghe rõ là rồi. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Thì kính thưa quý vị, cái đời chúng tôi đang nói đến một cái đời sống biển ly thân tâm, thì đây là một cái điều mà một người tu cần phải luôn luôn. Ta có thật ưa thích nơi thanh vắng chăng? Ta có thật sự là đã dấn thân vào cái đời sống biển ly của thân tâm chưa? Có nhiều khi ở chung rồi quý vị biết, đến khi mà tách rời chỉ còn một mình thì chúng ta thấy cũng như là ở chùa còn có một vài vị, hay ngay cả một mình, thì lúc đó chúng ta mới thấy xung quanh chúng ta thực sự là vắng lặng. Dạ, cái sự vắng lặng này mà chúng ta cảm thấy tâm mình nó không có sợ hãi, tâm mình không có lo lắng, đấy mới là cái điều đặc biệt. Cuộc hội ngộ thì phải chia ly thôi, rồi chính mình cũng một mình đi đến cuộc đời này, và một mình cũng ra đi ở cuộc đời này. Và biết như vậy, trước sau gì cũng như thế, thì tại sao chúng ta không là như tế ngu một sừng, như là tế giác một sừng, mà ở trong bài như là như tế ngu một sừng là nói lên một cái trạng thái viễn ly về thân tâm rất là lớn. Dầu gì thì dầu người ấy viễn ly thân chưa viễn ly tâm thì cũng là một điều mà được, cũng chưa được gọi là cái đúng với cái tinh thần ý nghĩa của Phật pháp, nhưng cũng tốt với quý vị chứ phải không? Thì cũng ít có chuyện phiền não của thân. Nếu như những ai đối diện gặp gỡ thì phải nói rằng chúng ta phải chịu kham nhẫn, phải chịu tránh né, phải chịu tu tập thì chúng ta mới được an vui. Còn nếu như không thì còn gặp gỡ, còn sinh hoạt mà tâm phàm phu thì dễ khởi sanh lên những cái điều bực bội, những cái điều khó chịu, mà điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái quá trình tiến tu của chính chúng ta. Và cũng như thế, kính thưa quý vị, mà có một cái đời sống căn bản biển ly về thân về tâm mà ca chết chết á, vua bác ca xê nó xăm ba đề tí. Khi chúng ta đã được cái điều đó, thì cái việc mà thọ trì hay kiểu mà tuân hành học các học giới hay là các cái giới lực thì nó dễ dàng. Và đặc biệt người nào mà có một cái thọ trì giới thì được chư thiên thương tưởng, được loài người kính trọng. Bởi vì người có giới hạnh, người có một cái đức tính, cái giới hạnh nó cao
cao cả đó, thì thời người đó được thầy thương bạn mến. Đây là giá trị sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì người ấy luôn luôn lấy cái giới hạnh làm căn bản, lấy giới hạnh làm cái đời sống mà tiến tu, xem những cái học giới nó như là những cái phần giá thịt, là những cái phần thân thể của mình không thể mất mát. Biết trân quý cái giới, xem nó như là con của mình, như là mẹ của mình, như là người thân của mình, thì thời vị ấy không bao giờ dám tái phạm hay một dám phạm vào cái học giới, dầu cho là lớn hay dầu cho là nhỏ. Thì ở đây nếu mà giới có được thì cũng do, kính thưa quý vị, do cái sự an lạc của cái tàm quý, cái hiểu biết và cái sống viễn ly. Và nhờ đó kính thưa quý vị, cái giới hạnh này nó lớn mạnh. Mà cái đời sống căn bản để tu tập mà tiến hóa trong Phật Pháp là phải có giới. Nó gìn giữ cho tam nghiệp này không làm ác, không sanh khởi ác. Và nhờ giới này tam nghiệp thiện nó khởi sanh. Đây là một điều mà người tu cần phải thấy. Thế giới vì chính nó không những là nền tảng của Phật Pháp mà là nền tảng trong cái đời sống phạm hạnh, trong cái đời sống tu tập của mình. Nếu người nào mà khuyết giới, hay người nào bị mất giới, hay người nào bị phạm giới, thì thời sẽ rất là giới hạn trong quá trình đoạn khổ diệt khổ, hay trong cái sự tiến tu của chính vị ấy. Nó làm chặn lại tất cả những thiện pháp. Và cũng như thế, nếu như một người khi đã có giới hạnh mà có sự hiểu biết bao số tô hồ tí, có nhiều cái đa văn nghe hiểu, và vì ấy có nhiều cái sự uyên bác ở trong cuộc sống, mà đặc biệt ở trên tinh những cái lời dạy của Đức Phật về pháp và luật, vị ấy hiểu biết về những lời dạy sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, vị ấy cẩn mật rõ ràng để trước nhất là làm một tri kiến cho chính mình, và sau đó mới có thể là truyền thụ, gửi gắm, chia sẻ cho người khác. Cái đa văn này là một pháp, như là một pháp mà những công thức, những điều tiên khởi, những cái sự căn bản, những cái sự hiểu biết, người ấy có cái đời sống tinh thần, có cái đời sống mà tâm linh lớn mạnh, rộng rãi, hiểu khắp, hiểu cùng. Và cuối cùng biết vẫn cái gì, vẫn biết chọn lọc, biết chọn lọc. Đây là những con đường, đây là những cái hướng đi để thành tựu, để được đạt đến cái sự an lạc. Nếu như tất cả mọi việc mà không có giá trị của quyết giác, hay gọi là quay ra má, tức là chuyên cần, hay là có cái sự tinh tấn, có sự cố gắng trú ở trong cái đẩy mạnh cái sự cố gắng, đẩy mạnh cái sự chuyên cần của chính mình. Bởi vì cái sự thành tựu, dầu cho là việc lớn việc nhỏ, dầu cho là việc đời việc đạo, tất cả phải có cái chuyên cần. Trong cái chuyên cần đó nó mới là khởi sanh lên tất cả thiện sự được. Một người làm việc có sự chăm chỉ thì họ sẽ thành tựu với nghề nghiệp của chính họ. Sự tu tập có sự chuyên cần thì thời mới cắt trừ, diệt trừ và đoạn trừ được những cái ác
pháp. Ở đây cũng chính là định ở trong tam học. Người ấy có sự cố gắng, người ấy có sự chuyên cần tinh tấn, chuyên cần tinh tấn để độ trừ những ác pháp, chuyên cần tinh tấn để ngăn ngừa những ác pháp, chuyên cần tinh tấn làm cho những thiện pháp sanh khởi, chuyên cần tinh tấn bảo trì những thiện pháp đã sanh. Đây là giá trị tuyệt đối. Nếu như mà không có ý niệm hay không có trú ở trong cái giá trị tinh tấn, hay không có vững vàng trong sự tinh tấn, thì chắc chắn rằng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều thất bại ở trong cuộc đời này. Làm việc gì cũng vậy, mà không có sự cố gắng, học hành không có sự cố gắng thì không có thể thành tựu được. Việc làm mà không có sự cố gắng, không có sự chuyên cần thì không có thể đạt được cái của mình muốn được. Và cũng như vậy, ở trong việc tu nó lại càng phải nỗ lực, mà chúng ta gọi là bỏ ra cái công phu. Cái công phu tức là bỏ công, bỏ sức, bỏ cái thời gian ra để làm một việc đó. Và tại sao để làm một việc đó? Để chúng ta nhận và thụ hưởng, và chúng ta đạt được một cái thành quả khác nữa. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tại sao mà một cái sắt như vậy mà chúng ta mài làm sao cho nó thật sự là nhọn? Nó không phải là đơn giản. Và chịu đựng nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Thì cũng vậy đó. Nếu như chúng ta có sự chuyên cần, chúng ta có sự chịu đựng, có sự tinh tấn, chuyên cần tinh tấn để vượt qua những khổ nạn, chuyên cần tinh tấn để vượt qua cái khổ của thân và cái khổ của tâm, nó rất là ghê. Nhiều khi á, đối diện với cái thời tiết thôi, nóng lạnh bực bội khó chịu vô cùng với thời tiết, nhưng cái điều đó nó cũng bằng cái sự đau khổ, cái sự thống thiết của tâm này. Mà vị hành giả tu tập phải vượt cái đau đó, vượt qua cái thống khổ đó, phải hiểu biết được nó, phải cảm nhận được nó. Bởi vì rồi cũng sẽ có ngày chúng ta thành tựu được ước mơ, chúng ta thành tựu được cái nguyện ước của mình. Thì kính thưa quý vị, khi suy nghĩ, khi hiểu biết như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta được nhiều cái điều an lạc, được nhiều cái sự tốt đẹp. Nhưng như đã nói, cái đời sống mà có cái chánh niệm ở đây chính là định. Cái đời sống có chánh niệm, Satima Hô Tí, vì ấy luôn luôn làm cho mình tỉnh thức với mọi cái thời gian, với mọi cái hoàn cảnh. Mà trong Pháp Cú Kinh, tức là đời sống chuyên niệm á, chúng ta có đời sống chuyên niệm thì dầu cho là ngày hay là đêm, đệ tử của Đức Phật luôn luôn niệm tưởng ân đức của Phật Đà. Vì ấy luôn luôn ngày đêm niệm tưởng đến, hay hoặc là ngày đêm vì ấy luôn luôn giữ gìn cái chánh niệm định sát. Mà nếu như ai có cái chánh niệm một cách vững chắc, một cách lâu dài và sắp với chánh nhá một cách đầy đủ trong 7 ngày sẽ chấm dứt đau khổ sinh tử. Nếu không 7 ngày thì là 7 năm, không 7 năm 7 tháng. Mà cái động lực hay là cái sự tiến tu, cái tâm của chúng ta nó liên tục, nó xuyên suốt mà nó không có bị gián đoạn, thì một cái sự mạnh mẽ đó, một cái tâm hùng tâm dũng khí đó, đại hùng đại lực của cái chánh niệm này nó mới cắt trừ được. Chứ chúng ta còn thời gian phải ngủ, còn thời gian phải nghỉ,
còn thời gian phải dừng lại vân vân, thì lúc đó cái phóng dật nó đã xuất hiện. Mà khi phóng dật đã xuất hiện thì toàn bộ mọi cái thiện sự chúng ta sẽ khó thành tựu. Cho nên đòi hỏi một cái đời sống căn bản cũng như vị hành giả tu tập vào sơ khởi đầu tiên, họ chỉ cho họ ghi nhận cái chánh niệm, cứ thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra, rồi thở vô dài biết mình thở vô, hít vô dài biết mình hít vô dài, thở ra dài biết mình thở ra dài. Chúng ta ví dụ chẳng hạn như vậy đi, cứ gìn giữ như vậy, và từ đó vị ấy mới thấy được rằng cái thở vô nó dài chính là sanh lên, rồi thở ra dài nó diệt, vân vân. Thì trên cái tinh thần đó đó thì vị ấy mới có gì, mới có cái quán sanh diệt ở trong ngũ khẩn được. Nó quán sanh diệt ở trong ngũ quẩn này, sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này, để quán được cái sự sanh sự diệt, gọi là banh chắc subada nắc hành thê nắc hành thê số upada vaya nupassi miharti. Để mà luôn luôn quan sát cái sự sanh sự diệt của năm quẩn này, chứ không phải là quan sát họ thấy được cái sự sanh diệt của quẩn này, mà quan sát thấy ở sắc quẩn này nó sanh lên như vậy, thọ quẩn này sanh lên như vậy, rồi nó cũng sẽ diệt mất đi, tưởng quẩn này cũng vậy, và hành quẩn này cũng vậy, và thức quẩn này, một cái sự xuyên suốt, một cái sự kéo dài, thấy như vậy, biết như vậy, mà có chánh niệm nó làm nền tảng, thì kính thưa quý vị, còn gì là tuyệt vời. Ở đây chính là sự tu tập về thiền quán nghiệp xứ đó, để làm cái gì, quán cái sự sanh diệt của ngũ thủ quẩn này, để làm gì, để không chấp, để không chấp hữu, để không chấp ngã. Thế mà còn chấp thú upadanat tức là upadanat hành tháp nắc hành thê xuống, hình chỗ này như không biết đó. Nắc hành tháp, hành tháp mới là quẩn, mà nếu upadanat hành tháp hành đê xuống thì cái này để còn mới lát để cho họ phụ được chỗ này, chỗ cái ly này như thiếu cái chữ hát. Thì để mục đích để chúng gì, thì chúng ta không chấp thủ cái sắc quẩn này, cái thọ quẩn này, cái tưởng quẩn này, cái hành quẩn này, hay là chúng ta không chấp ngã, không chấp ta, cho ta là xuất hiện trong cuộc đời này, cái sắc này, cái sự sanh sự sống, cái sự sự thấy sự nghe của chúng ta ở trong cuộc đời này nó như thế này, nó như thế nọ, vân vân. Thì ở đó chính là chúng ta chấp ngã để chính mình, rồi mình có mặt ở trong đời này, kiếp này nó như thế này, rồi kiếp sau nó ra sao, vân vân vân. Thì trước cái tinh thần vị ấy tu tập để quán cái sanh cái diệt, để thấy rằng chỉ là sắc quẩn này một đống một khối nó hiện hữu vận hành như vậy, thọ quẩn này cũng như thế, cái vui cái buồn rồi nó cũng sẽ đi qua, cái tưởng rồi nó cũng sẽ đi qua, cái hành cái thức rồi cũng sẽ đi qua, chứ không bao giờ mà cái niềm đau nỗi khổ đó nó luôn luôn nó ở lại với chính chúng ta mãi mãi. Và cũng như cái sự vui này, cái điều vui này sẽ vĩnh hằng ở với chúng ta đâu, người nghèo người giàu gì rồi cũng sẽ phải buông bỏ ra đi, người lớn người nhỏ, tất cả chúng sinh đều chết, tất cả chúng sinh đều phải chịu cái sự khổ của quẩn, của ngũ quẩn còn, thì chúng sinh phải khổ chứ không phải là chấp. Bởi vì mình buồn quá khi mình bệnh, mình buồn quá khi mình bệnh, mình sẽ khổ vô cùng khi mà biết rằng mình sẽ chết. Sự thật ra cũng như khi tất cả chúng sinh được báo rằng mình sẽ không còn sống 3 năm, 3 tháng, 6 tháng do cái nghiệp duyên bệnh của chính mình,
như là ung thư hay như là hoại tử vân vân, chỗ này chỗ kia chắc chắn là chúng ta sẽ chết hay chúng ta sẽ không tồn tại. Nhưng cái thứ quý vị, tất cả nó cũng do cái nghiệp. Chúng ta cũng đừng có sợ, cũng đừng lo lắng. Có nhiều người tưởng chết nhưng đều sống, mà nhiều người sống bình thường như vậy, chuẩn bị lo lắng như vậy. Nhưng điều mà một khi thần chết hiện về thì thế là cái câu mà thoát của kinh dạy rằng là dầu cho bay vút lên trời, dầu cho đáy biển có trốn thời được đâu, dù cho núi thảm ăn sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Thì chúng ta chạy trời không khỏi nắng đâu. Khi cái ác nghiệp nó tới thì không cái nghiệp này cũng cái nghiệp kia mà làm cho chúng ta chấm dứt cái mạng sống này, hay làm cho thân ngũ uẩn này nó kết thúc, nó phải đổi thai. Mà thật sự cái chết này chỉ là một cái sự đổi thai, chứ không phải là cái chết này là chấm hết tất cả. Mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chết rồi là chấm hết tất cả, như là một cái sự thay đổi, như là một cái sự hình thành mới, một cái ngũ uẩn mới ở trong kiếp sau. Cho nên ngũ uẩn này nó đang bệnh thì tại sao không biết thay cái ngũ uẩn mới nó khỏe hơn? Cái ngũ uẩn nên nó già, cái ngũ uẩn nó lão mại. Thì nếu như có chết đi thì là một ngũ uẩn mới chứ có gì đâu. Mà ở đời chúng ta không dễ dàng. Sự thật ra mà nói, khi nghe một cái tin sét đánh ngang tai chúng ta là một điềm chết được báo trước. Điều này dẫu như chúng ta có tu, chúng ta hiểu biết một Phật pháp một Phật, nhưng chúng ta cũng rúng động và lo sợ chứ phải không được, kính thưa quý vị. Tôi biết rằng bóng khâu cửa sổ vẫn cảm thông lý khổ đại đầu, đã đành vậy nhưng lòng chúng ta vẫn đau đó, chứ không phải không. Chứ đừng có nói thêm nói thì nghe thì dễ, chứ đến khi thực tế mà chúng ta đeo mang, thực tế mà chúng ta đối diện thì nó buồn vô cùng. Thế đó là hồi xưa khi chúng tôi cũng có một thời gian, khi chúng tôi bị tai nạn đó, thì chúng tôi bị một cái cảnh báo, tức là nếu như không ổn định cái thần kinh của mình thì có thể điên loạn, nó trở nên điên loạn hay rơi vào một cái tuyệt vọng, tức là cái đời sống nó bi quan, yếm thế, nó chán chường. Chúng cũng một thời gian nữa quý vị, tức là mình cũng bị chao đảo, nhưng được rồi, có được bình tâm lại một chút xíu, từ từ xuống bớt đi, đừng phải lo lắng. Rồi mình nghĩ rằng bây giờ mình không cha mẹ thì ai lo cho mình? Mình nghĩ như thế này, rồi mở lỡ một mai mình bài nguyên một cái sự đau khổ, một cái sự te tô, một sự thê thảm cho chính mình. Nhưng điều giờ ngay cả mình xin lỗi chứ lúc đó cũng miếng cơm manh áo, miếng thuốc cũng có người để giúp cho mình rồi. Rồi cũng có huynh đệ, cũng có những người Phật tử, người ta cũng A, cũng B, cũng C, cũng D với chính mình. Mình còn cái gì đó mà mình phải lo sợ là mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Có những cuộc đời, có những mảnh đời, có những điều đau khổ nó còn gấp trăm ngàn lần như thế kìa, và người ta cũng đi qua, chứ hà hú là chính mình. Một lời nói như là một lời tâm sự, cũng như là một lời chia sẻ cho tất cả chúng ta, sẽ bước qua, sẽ tới, sẽ gặp trong những niềm đau nỗi khổ, trong sự hiện hữu trong cái cuộc đời, dầu cho là ngắn ngủi này, dầu cho là tất cả chúng tôi và quý vị cũng không còn bao năm nữa, nhưng điều mà chúng ta sẽ gặp vô vàn những niềm đau nỗi khổ, cái điều đó chắc chắn. Nhưng khi mà cái gì nó chuyển qua là cái sự sanh diệt của ngũ uẩn thôi. Cái chuyện gì tới là tới, cái chuyện gì không tới nó chưa tới, chuyện gì không tới thì nó chưa tới. Chứ những chuyện gì mà chúng ta đã cảm thụ thì nó đi qua, những niềm đau nỗi khổ, cái vui cái buồn nó đi qua, thì tại sao chúng ta phải sống trong một cái sự đau khổ này? Mất đi những ước mơ, mất đi những cái sự hy vọng, mà đời chúng ta đâu phải lúc nào cũng
cũng biết đường biết lối, tại vì mình không cho mình cái lối đi, mình không cho mình cái đường đi. Chứ sự thật ra cái đường đi, dẫu cho bất cứ ở hoàn cảnh nào, chúng ta nhớ cảm thọ nó vô thường, quán sanh diệt nó mang tính như vậy đó. Để chi? Để chúng ta không phải dầu cho chấp thủ trong một cái mất mát, trong một cái tối xa tầm tay với, hay là những cái gì của chính mình, hay là vật ngoài thân của mình, người thân của mình vân vân, rồi cũng sẽ tới. Từng người từng người đưa nhau, hôm nay mình tiễn người ta, ngày mai người ta tiễn mình, hoặc là mình chết ở chỗ nào đó cũng chẳng có ai tiễn, chẳng có ai thấy, cũng chẳng có ai đưa gì hết. Và chỉ một cái bụng một cái rồi là xong, tất cả xong hết. Khi nó chuyển nó rất là đơn giản như vậy. Và rồi không ở trên trời dưới nước, thì cũng ở hang sâu núi thẳm, ở trong này chỗ kia, ngay trong nhà. Bây giờ chúng ta thấy như chẳng hạn như ở bên Mỹ nói rằng cái chăm sóc y tế nó rất là hay, nó rất là tốt, rất là nhanh. Nhưng rồi có những người nhiều khi chết đó 3 ngày người ta cũng biết. Rồi nhiều khi có kêu đến cấp cứu, đến insulin nó tới thì cũng kết thúc. Thì sao cái nghiệp tới rồi? Thì kính thưa quý vị, nói như vậy để chi? Để chúng ta không phải chấp thủ, không phải chấp hộ hẻ, không phải chấp tay gì cả, mà cuộc đời rồi sẽ đi qua, rồi sẽ tất cả. Mà những cái ở trong cuộc đời này đừng có bao giờ mà chấp tuyệt đối với chính nó, và bảo trì với chính nó. Nó phải như thế này thế nào, tất cả nó đều chịu cái sự vô thường, đều chịu cái sự khổ não, đều chịu cái sự vô ngã. Và đây sống mà quán cái sự sanh diệt, để thấy cái gì? Thấy cái sự vô thường, thấy cái sự khổ não, cái sự vô ngã của ngũ uẩn này mà chúng ta không chấp thủ. Cũng như thấy được lên cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, đó chính là cái giá trị của thiền quán. Mà một người tu mà được 8 pháp này thì cái thứ quý vị còn điều gì bằng nữa, còn cái điều gì mà tuyệt vời hơn nữa. Nó quá nhiều gọi là tác dụng, cũng như là quá nhiều cái tài sản, quá nhiều cái điều kiện tốt chính ta. Dạ, xin có đôi điều trình bày qua 8 cái pháp đa tác dụng này, Atha Pahukara. Chắc chắn rằng Chư Tôn Đức Tăng Quý Ngài sẽ thảo luận nhiều hơn nữa trong những cái lý pháp đặc biệt, cơ bản và nồng cốt nền tảng của bài học hôm nay. Nếu có điều chia sẻ tất, chúng con kính ngưỡng mong có thể chia tăng quan hỷ dẫn động thêm, và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị hoàn nghĩ cho kính nhân Phật Phật là Đức Trời Đại Tất Cả Đại Thiên Vui các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính nhân các Chư Tôn Đức Tăng và kính nhân Phật lành dành toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tham Mạng, nam mô Sanh Hải Giác. Chắc không tính cung thỉnh mong thời gian đẳng của học chương trình. Sa thủ kính trường thiệu tọa tuyệt quyền. Và thiệu tọa tuyệt siêu, thiệu tọa có ở trước máy và thiệu tọa có nghe được không? Nếu thiệu tọa tuyệt siêu nghe được. Và thiệu tọa tuyệt siêu, chúng ta có cái mệnh đề là tầm quý nhạy bén. Thường chúng ta chỉ nói tầm quý thôi, nhưng mà có thứ tầm quý nào mùi lực chậm chạp và nó khác với cái tầm quý nhạy bén như thế nào? Xin thì tôi quan nghĩ nói rõ ý nghĩa của mệnh đề này. Anh mục đức thầy chứ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị.
Ở đây cái cụm từ tầm quý nhạy bén gọi là tiếp bằng hiếp rửa tầm bằng nó có nghĩa như thế này. Có nhiều người họ cũng có cái gọi là tàm quý, nhưng mà những cái gì mà lớn lao kìa họ biết được. Thí dụ như cái chuyện họ làm quấy, mà khi nào mà cái chuyện đó có thể có người khác biết được thì họ mới cảm thấy hổ thẹn. Quý cũng vậy, khi nào một cái tội ác có thể đưa đến ngay trong hiện tại bị tù tội, bị xử phạt hay là xử tử vân vân thì họ mới sợ. Còn những cái chuyện ác nhỏ nhỏ, những cái chuyện xấu nhỏ nhỏ, hoặc là những chuyện xấu mà người khác không biết được thì họ không có mắc cỡ, họ không có sợ hãi. Cho nên ở đây cái chuyện tàm quý nhạy bén đó là dù cho trước mặt người khác đã biết là công khai hay là ra hô là kín đáo, thì hễ cái đó mà nó không có thích hợp, không có phù hợp thì họ cũng đều có cái lương tâm, họ cũng đều có cái lòng hổ thẹn để mà không làm. Đạt được, thành tựu được cái tầm quý mà bén nhạy đó thưa quý vị, khó chứ không phải là dễ. Trước mặt người khác thì mình có thể có lòng tàm quý, nhưng mà sau lưng người khác, tức là ở chỗ kín đáo một mình và nghĩ rằng cái này chắc có lẽ không ai biết, thì cái đó người không có cái sự thẹn, không có sự kinh sợ, thì cái đó không phải là tàm quý bén nhạy. Thì chúng ta phải hiểu ở đây đó, lòng tàm quý bén nhạy là một người, thí dụ một vị tu sĩ, dầu cho ở thanh vắng một mình, nhưng mà chỉ khởi lên một cái dục tư duy, một cái sân tư duy, một hại tư duy, thì vị đó cũng cảm thấy thẹn ở trong lòng. Và chỉ có mỗi một việc nhỏ, thí dụ như vị đó đang đi kinh hành dẫm đạp chết một cái con vật, một sinh vật ở dưới chân chẳng hạn, thì vị đó cũng cảm thấy là lo âu sợ hãi, rồi sau đó vị này cẩn thận hơn, thì như vậy được xem như là cái lòng tàm quý bén nhạy. Một cái nghĩa thứ hai nữa là ở đây
có người lòng tàn quý với họ chỉ khởi lên khi mà họ được nhắc nhở hay là họ bị khiển trách, thì lúc đó họ mới cảm thấy hổ thẹn, mới cảm thấy sợ, mới cảm thấy mới hiểu được cái điều mình làm là điều không tốt. Cái đó là chưa phải là tàm quý bén nhạy. Một người tàm quý bén nhạy tức là tự bản thân của vị đó luôn luôn hổ thẹn với cái sở hành ác bất thiện pháp trước khi bị người khác khiển trách, trước khi bị người khác chê bai, trước khi bị cái hậu quả của cái hành động ác, thì vị này đã có lòng tàm quý sẵn sàng. Thì như vậy đó được gọi là lòng tàm quý đáng nhạy. Đây là ý nghĩa mà chúng ta cần hiểu. Thì ở đây đó, chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa này qua cái câu thảo luận số 1 của Thượng Tọa Chức Đẳng vừa đều Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú ký trương Thượng Tọa Tiểu Siêu. Mà Thượng Tọa Tiểu Siêu, tại sao mà ở trong kinh đó, không thể không chỉ nói là nghe pháp hay là đàm luận pháp, mà thường á chúng ta thấy rất là thường là dùng cái chữ là đúng thời hay là tùy thời nghe pháp, tùy thời đàm luận pháp. Tại sao cái chữ đúng thời tùy thời nó lại là một cái trạng từ quan trọng như vậy? Xin thỉnh Thượng Tọa Quan Kỳ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong bộ kinh Mangkala Dipali là chú giải cho bài kinh 38 pháp an lành, thì cái gọi là Kali đó, Thamasavadan và Kali đó, Thamasakacha, đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Chỉ đúng thời ở đây được giải thích nó có nhiều ý nghĩa như thế này. Khi nào mà nghe pháp mà tâm tư lắng động và sẵn sàng lắng nghe để hiểu được gì đã được nói, để hiểu những gì đã được nói, thì như vậy nó mới có lợi ích. Còn thí dụ như đang lúc mình bị phân tâm, mình chi phối câu chuyện khác, bản thân của người đó đang bị phân tâm chi phối chuyện khác, cho nên không có lắng nghe, và không có lắng nghe thì sẽ không có hiểu pháp. Lại nữa, khi mà mình hỏi pháp và phi thời đó, tức là vị kia, một vị trưởng lão đang trong lúc vị đó làm cái việc khác, chẳng hạn như đang lúc ngài chuẩn bị đi đâu đó, hoặc là đang trên đường đi khất thực, hoặc là lúc đang làm cái công việc ở chùa,
mà mình đến mình hỏi pháp, mình thỉnh vị đó thuyết pháp hay là bàn luận với vị đó về Phật pháp, thì cái đó là nó phi thời, bởi vì vị đó không đang sẵn sàng, không đang sẵn sàng. Thì do đó chúng ta cần phải hiểu rằng phải đúng thời. Ở đây có nghĩa là lúc tâm sẵn sàng để nghe pháp, và vị trưởng lão sẵn sàng để thuyết pháp, thì lúc đó là lúc mà mình nghe pháp có lợi. Lúc mà cả mình và cả người kia đang chú ý đến cái việc đàm luận Phật pháp, thì lúc đó là lúc đúng thời để mà bàn luận về Phật pháp. Thì như vậy nó mới có lợi. Do đó cái việc đúng thời chúng ta phải hiểu ở đây đó. Là đúng lúc nội tâm yên tĩnh và sẵn sàng để tiếp nhận. Không có bị chi phối bởi ngoại cảnh ở bên ngoài, do công việc hay là do có sự nguy hiểm, hoặc là có cái tai họa nó đang sắp xảy ra vô vân. Thì trong trường hợp đó phải gác qua một bên. Đang còn bị phiền não ở trong phiền não đó đó, thì chỉ có Đức Phật là Ngài biết đúng lúc, là Ngài mới điều trị cái bệnh đó được thôi. Tức là Ngài tùy thời Ngài thuyết pháp cho người đó nghe khi họ đang bị phiền não chi phối. Còn như bản thân chúng ta đang trong lúc mà chúng ta sân giận, đang trong lúc mà chúng ta có cái sự đấm nhĩ cái cảnh nào đó, hay là đang trong lúc chúng ta buồn ngủ bị hôn trầm, hay là đang trong lúc chúng ta bị phóng giận, thì lúc đó là phi thời nghe pháp, phi thời đàm luận pháp. Nói tóm lại là khi mà mình nghe pháp hay đàm luận pháp, mình đã thích hợp, nó hợp thời đó, cái chữ hợp thời ở đây đó là chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa là lúc dịp chứ không phải là cái thời gian sáng, trưa hay chiều hay tối. Sáng, trưa, chiều, tối, cái thời gian đó, thời gian nào cũng có thể nghe pháp được, có thể đàm luận Phật pháp được, nếu như nội tâm đã sẵn sàng và không có bị vướng bận cái công việc. Đối với vấn đề này thì chúng ta cũng nên biết là khi mà đạo sĩ Bạch Giác Đà Uống Trợ Già trước đây, ông ta lầm tưởng mình là vị A La Hán, nhưng mà một vị chư thiên quý thuộc
xuống mách bảo cho vị đạo sĩ đó nghe, cho mách bảo cho đạo sĩ đó biết rằng đạo sĩ chưa phải là vị A-la-hán. Chỉ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, Ngài mới thật sự là một vị A-la-hán và Ngài thuyết pháp để đưa đến cho người thực hành một cái quả vị A-la-hán. Thì nghe nói như vậy, ông Bahiya ông đi tìm Đức Phật. Và khi đến Chia Tâu Quán Á, chùa Kỳ Viên, thì được các vị tỳ kheo trong chùa cho biết rằng Đức Thế Tôn đang đi khất thực trong thành sau thi. Thì ông ta đi theo, ông ta đi theo con đường đó và gặp Đức Phật đang đi khất thực giữa đường. Ông ta đến trước Đức Phật và cầu xin Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho ông ta nghe về con đường để đưa đến quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn mới suy nghĩ rằng thời này không phải là thời để thuyết pháp, vì ta đang khất thực. Nhưng rồi Ngài xét thấy duyên lành của Bahiya có thể lãnh hội được giá pháp ngay bây giờ, với lại lát sau đó thì ông ta bị tai nạn mà ông ta chết rồi. Nhưng mà ngay trong hiện tại, kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng của ông ta, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đức Phật này quán xét thấy cái nhân duyên như thế, cho nên Ngài mới dừng lại nhờ thuyết pháp cho ta nghe tóm tắt về cái cách tu tập quán niệm. Và khi Đức Thế Tôn thuyết bài kệ tóm tắt như vậy rồi, Ngài tiếp tục đi khất thực. Thì Bahiya ngồi lại bên vệ đường dưới một gốc cây và thực hành lời của Đức Phật dạy. Ngay trong lúc đó thì đã đắc A-la-hán khi còn hình thức là một vị đạo sĩ. Thế rồi do cái nghiệp quan trái trong quá khứ, một nữ già xoa nó quá hiện thành một con bò, con bò cái, và đã xong đến nó hút chết vị đạo sĩ này. Nếu như mà buổi sáng đó Đức Thế Tôn Ngài không có quan sát và Ngài không có thuyết pháp cho ông ta nghe, thì như vậy là ông ta đã bị thiệt thòi lớn. Thì trong trường hợp đó là cái trường hợp cái giờ đó là cái giờ mà Đức Thế Tôn Ngài đi khất thực, gọi là không phải giờ để thuyết pháp, không phải thời gian để thuyết pháp. Nhưng mà vì tâm Ngài biết được tâm tư của ông Bên Giá đang sẵn sàng để lắng nghe và lãnh hội. Còn riêng về Đức Phật, mặc dù đang trong thời đi khất thực, trong thời gian đi khất thực, nhưng mà là một vị chánh ảnh giác, cho nên lúc nào Ngài cũng có thể thuyết pháp cho chúng sinh khác, bất luận là thời điểm nào. Cho nên trong trường hợp đó, cái thời gian sáng, trưa, chiều hay tối thì cái điều này không phải, không có cái gọi là phi thời để nghe pháp hay là phi thời đàm luận pháp. Chỉ có điều là nó có hợp lý hay không, nó hợp lý với cái tâm tư của người nghe, nó có hợp lý với cái người thuyết giảng hay người đàm luận hay không. Bởi vì ở đây chúng ta phải hiểu năm phận sự
của Đức Phật. Buổi sáng Bupinhe Pindapato, buổi sáng là đi khất thực. Sajanhe Thamadesanam là buổi xế chiều thì Ngài thuyết pháp cho cư sĩ nghe. Padusi Fiku Uwadam là tối lại thì Đức Thế Tôn Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo ở trong chùa. Atharate Devapanhanam, buổi khuya đó, vào canh hai giữa khuya đó, thì Ngài trả lời cái câu hỏi vấn đạo của các vị chư thiên. Ngài trả lời các cái câu vấn đạo của các vị chư thiên. Rồi rạng sáng á, Pachu Se Vakate Kale Pappa Pappe Mulukadan, rạng sáng á, vào cái canh cuối khi đêm gần mãn, thì lúc đó Đức Thế Tôn là muốn quan sát thế gian. Ngài quan sát chúng sanh trong thế gian, xem coi hôm nay người nào hữu duyên nên tế độ thì Ngài sẽ đi đến để Ngài tế độ. Thì trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Thế Tôn Ngài không có ngày nào ở trong chú giải nói rằng không có ngày nào của Đức Thế Tôn Ngài bỏ qua một cái thời khóa biểu, một cái thời khóa biểu. Thì như vậy rõ ràng là cái thời gian mà thuyết pháp, thì thời gian thuyết pháp, nghe pháp, được pháp thì không có nói đến là sáng trưa chiều tối gì. Mà chữ ca lê đó, ở đây chúng ta cần phải hiểu đó là lúc dịp, lúc mà tâm tư có sẵn sàng hay không, phiền não nó dị khởi thì có quá đáng hay không, thì lúc đó đó mới là cái lúc phi thời hay là đúng thời để nghe pháp, để đàm luận Phật pháp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 2. Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa kính trưởng thưa tòa tiểu siêu, thưa tòa tiểu siêu, thông thường khi mà đề cập đến chánh niệm, là chánh niệm là cái khả năng tỉnh giác hướng sự chú ý mình đối với những gì đang xảy ra ở thân và tâm của mình. Nhưng mà rất nhiều đoạn kinh chánh niệm đặc biệt đề cập đến trí nhớ. Ví dụ như là trong đoạn kinh này thì có đề cập là vị tỳ kheo có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng, ghi nhận nhớ rõ điều đã làm lâu ngày và nói đã lâu ngày. Thì tại sao cái điều đã làm lâu ngày, nói đã làm lâu ngày và cái trí tính, cái ký ức như vậy đó, nó lại liên hệ đến bậc thiết chánh niệm? Xin thưa tòa giải rõ về điểm này. Kính thưa tòa. Đồng hồ của Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, nói đến điểm này thì chúng ta cũng nhắc qua về cái trí nhớ ở tiền kiếp
Bất vì đi qua xã Đối Sở Tí. Nghe nè, mà trong kinh Tương Đạo có đề cập một vị tỳ kheo, một vị hành giả, khi mà mặc dù có đắc thiền, có nhập định, nhưng vị đó tác ý quyết định nhớ được những gì ở trong quá khứ, thì không phải tự nhiên mà vị đó nhớ được cái chuyện ở trong quá khứ. Nếu như vị đó bỏ quên trong hiện tại, tức là vị đó bắt đầu, thí dụ như hiện tại bây giờ đang ngồi, trước khi ngồi đây đã đi kinh hành, vị đó nhớ lại, nhớ biết lúc trước đây mình đi kinh hành, trước bây giờ đi kinh hành đó là vị đó đã làm cái gì, mình đã làm cái gì, nhớ biết. Rồi trước khi xảy ra thì đã nhớ từ từ. Ngài Bồ Tát Khâu Xá thì Ngài dẫn dưới, thí dụ như một vị tỳ kheo buổi sáng, sáng sớm thức dậy hành thiền xong, rồi vị đó mới ra gốc cây Bồ Đề hoặc là tháp Xá Lợi đảnh lễ, cây Bồ Đề đảnh lễ Xá Lợi xong, rồi vị đó mới đi kinh hành. Rồi đi kinh hành xong, tới giờ đi khất thực, ở bát đi khất thực. Thế thì vị đó ngồi lại, vị đó phải nhớ trước khi đi khất thực, nhớ lưu lại cái thời gian, nhớ lưu lại cái thời gian. Khi vị đó nhớ tuần tự như vậy cho đến ngày hôm qua, cái chuyện ngày hôm qua vị đó cũng nhớ được, rồi chuyện ngày kia cũng nhớ được, chuyện tuần rồi ngày cũng nhớ được, mà chuyện năm rồi cũng nhớ được, 2-3 năm trước cũng nhớ được. Rồi vị đó nhớ được hồi cái lúc trẻ như thế nào, lúc thơ ấu như thế nào, và nhớ được tới cái giai đoạn ký sinh thức, tức là cái ký sinh thức lúc tục sinh đó, vị đó nhớ được. Rồi vượt qua khỏi cái kiếp sanh thức, tức là nhớ được cái kiếp sống kế trước như thế nào, rồi nhớ dần dần như vậy. Đó là cái sự giải thích của Ngài Bồ Tát Khâu Xá ở trong Thanh Tịnh Đạo về cái vấn đề túc mạng minh. Bây giờ chúng ta mới trở lại là ở đây á, chúng ta thường hay có cái sự nhầm tưởng là hễ khi nào mà ta bắt đầu ngồi thiền thì chúng ta mới biết hơi thở ra hơi thở vô. Chúng ta chỉ có chánh niệm chút thôi, có chánh niệm chút thôi, nhưng mà khi mà xả thiền rồi đó, đứng dậy là tâm suy nghĩ cái chuyện khác mà quên cái thực tại. Và vị này luôn luôn quên cái thực tại, chỉ chờ cho đến giờ hành thiền mới có chánh niệm. Chính vì vậy cho nên có nhiều vị họ hành thiền mà không đúng, chánh niệm không đúng, không có biết cách, bị đâu cũng vẫn bị lẫn như thường, vẫn bị lẫn như thường. Tức là những cái chuyện bên trước bên sau, thậm chí cái chuyện mà mấy ngày trước vị đó đã hướng với
với ai như thế nào, vị đó cũng quên luôn, không nhớ. Rồi vị đó có cái sự giải thích để cho, cũng như là để cho khỏa lấp đi cái khuyết điểm của mình, là vị đó chỉ có tập trung nhớ chánh niệm ở trong cái địa ngục thôi. Nhưng mà thưa thì chính ngay ở trong cái đoạn kinh này đó, giải thích để cho chúng ta thấy rằng một vị mà có chánh niệm không phải chỉ có chánh niệm ngay trong lúc đó với địa ngục, mà cái chánh niệm cần phải được quân tập bằng cách là nếu khi cần là vị đó sẽ nhớ biết những chuyện xa hơn nữa, nó xảy ra xa hơn nữa, lưu lại cái thời gian. Như vậy thì chánh niệm nó mới thông suốt được, mới thông suốt được. Vì do vị đó nhớ, nhớ được nhiều như vậy mới kéo dài đến ngay trong hiện tại, ngay trong cái thời khắc hiện tại, là hồi nãy trước khi mà ngồi thiền thì cái tâm nó an lạc như thế nào, thân dễ chịu như thế nào, rồi bây giờ cái thân nó khó chịu như thế nào, hay là cái tâm khởi lên cái quái niệm như thế nào, người vị đó ghi nhận biết rõ. Vì do có biết rõ từng chút như vậy đó, cho nên vị này mới có cái phương pháp, phương cách để ổn định cái tâm được. Còn nếu mà chúng ta chỉ bình thường, chúng ta hay quên, quên chuyện trước, quên chuyện sau, chúng ta không có nhớ, đợi đến cái lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta mới bắt đầu nhìn vào cái hơi thở để nhận, thì cái đó đó chúng ta cũng tạm gọi là niệm. Bởi vì cái tâm thiện nó khởi lên đương nhiên lúc nào nó cũng có cái tâm sở niệm á, chánh niệm tạm biết. Nhưng mà chỉ nhớ một chút như vậy thì không có rèn luyện cái chánh niệm, không có rèn luyện chánh niệm. Thì như vậy rất có thể là vị đó dễ bị phóng dật ngay trong cái thời khắc mà vị đó hành thiền. Phóng dật là sao? Tức là đang theo dõi hơi thở ra hơi thở vào, bất chợt có một tư tưởng khác mạnh hơn, cảnh khác mạnh hơn nó chi phối, thế là vị đó lại nghĩ đến, lại tầm tư đến cái đối tượng khác, tức là cảnh khác, bỏ quên cái đề mục. Rồi một hồi bị đó mới chợt nhớ là mình đã bỏ quên đề mục từ nãy giờ, thì bị đó mới bắt đầu hướng tâm trở lại với đề mục. Cái cách mà tu tập như vậy đó thưa quý vị, nó làm cho vị hành giả rất là mệt, rất là mệt mỏi. Còn bây giờ đó, làm sao vị hành giả tu tập từng cử chỉ, từng động tác vào cái thời điểm trước, trong cái thời khắc trước, trước bây giờ đó, nghĩa là một phút đồng hồ trước, hoặc là nửa giờ đồng hồ trước, hoặc một tiếng đồng hồ trước, cái gì đã xảy ra vị đó nhớ biết. Thế là bây giờ vị đó chỉ cần hướng tâm ngay trong hiện tại, ghi nhận, để rồi lát nữa vị đó lại cũng nhớ đến cái sự kiện vừa xảy ra này. Cứ luyện tập như vậy đó thì cái chánh niệm nó mới bén nhạy cho quý vị. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng trong mỗi một lời Đức Phật thuyết giảng ở trong kinh đó, không phải là tự nhiên không mà thuyết, đó là một cái kinh nghiệm tu tập Ngài dạy cho, Ngài dạy cho chúng ta mà chúng ta không hay, chúng ta đọc, chúng ta bỏ qua, chúng ta bỏ qua, hoặc là chúng ta thấy ồ sao lạ gì,
sao một vị tỳ kheo có chánh niệm tối thượng lại phân tích rõ ràng và ghi nhận nhớ rõ điều đã làm lâu ngày, đã nói lâu ngày? Thì tự nhiên chúng ta nghĩ lạ quá, chúng ta bỏ qua. Và chính vì chỗ chúng ta bỏ qua đó, mà chúng ta theo vị thiền sư chúng ta nói học cái điều một để chánh niệm, thì cứ chánh niệm hoài, hễ mà lúc mà vừa đứng dậy rời khỏi địa ngục rồi đó, thì lại quên lãng, nghĩa là trí nhớ quên lãng, tức là lúc đó không còn nhớ gì hết. Cái việc ăn, việc uống, ăn như thế nào, đã ăn điểm tâm chưa, đã uống nước chưa, cũng chưa nhớ. Như vậy rõ ràng là chánh niệm của vị đó còn yếu. Còn nếu mà vị nào mà hành thiền lâu ngày và đúng cái phương pháp chánh niệm đó, thì ngồi lại nếu mà tác ý đến địa ngục là vị đó ghi nhận địa ngục một cách bén dạy. Bởi vì cái chuyện hồi nãy, chuyện hồi sáng vị đó còn nhớ được mà. Cho nên cái chuyện mà hơi thở ra, hơi thở vào ngay bây giờ thì cái chuyện nhớ rất là dễ dàng. Thì cách đó là như vậy thôi. Cho nên không phải chánh niệm là ngồi mà nhớ là cái chuyện quá khứ, cái chuyện đã qua. Bởi vì quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Nhưng chỉ có điều là một vị có chánh niệm đó, thì cái chuyện đã qua vị đó vẫn nhớ được, nếu vị đó muốn nhớ, muốn nhớ. Mà vị đó vẫn nhớ rõ ràng thì rõ ràng ở đây là một cái dấu hiệu cho biết cái chánh niệm của vị đó đã đạt đến cái sự thuần thục. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kinh trình thì tòa tiểu sư, chánh thì tòa tiểu sư riêng nghĩ thì tòa pháp đăng, thì tòa pháp đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thì tòa pháp đăng nghe được xin thỉnh thì tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thì tòa pháp đăng ở đây chúng ta nói về thân viễn ly và tâm viễn ly, thì tòa có thể cho một ví dụ là một người thế nào mà thân thì viễn ly nhưng mà tâm lại không viễn ly, hay là ngược lại, thế nào là một người mà tâm viễn ly mà thân không viễn ly? Và phải chăng là cái tâm viễn ly nó quan trọng hơn thân viễn ly? Có nghĩa là một người đã đạt đến tâm viễn ly rồi thì dù thân có viễn ly hay không viễn ly cũng không quan trọng, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thưa đạo học đây. Alo, quý vị có nghe được không? Dạ, con Phúc Đăng kính hình lễ ông Đức Tam Bảo, kính hình lễ ông Đạo Tệ Siêu, ông Đạo Nhật Đẳng, ông Đạo Trực Quyền, ông Đạo Tân, ông Đức Pháp Tính, ông Đức Nguyên Thông, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào bài cô, phụ nữ, thân chào tử. Thì thật sự thì ở trong kinh Trung Bộ hay là trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật Ngài cũng có giảng, và Ngài Sa-ri-u-ta Ngài cũng có nói, Ngài cũng có giảng. Một người nếu mà sống trong rừng á, mà không có nhớ là mình ở trong rừng, mà người đó suy nghĩ đến thôn tưởng, thôn tưởng là những cái nhà cửa, những cái người nam, người nữ, những cái lễ hội, những cái chỗ ăn, chỗ vui chơi này kia nọ đó, là cái đó là một người đã sống trong rừng mà tâm là liên hệ đến thôn tưởng. Thì điều này á, trong kinh cũng mô tả là cái vị đó, đó như vậy đó, là không có đạt được cái thù thắng. Khi mà sống trong rừng để cho cái thân nó không có bị tiếng ồn, mình gọi là viễn ly cái âm thanh đó. Bởi khi mà chúng ta sống một cái trú xứ mà tương đối đó, mà Đức Phật gọi là cái trú xứ rừng đó, thì có một cái người mà dương cái tầm cung mà bắn hết cái cung đó mà không có tới nhà người ta đó, thì mình gọi là trú xứ đó, là cận rừng. Thì như vậy thì cái tiếng ồn nó không có đến được cái lỗ tai, nó không gây nhiễu loạn cái gọi là cái lỗ nhãn môn á, là nhĩ môn á. Bởi cái lỗ nhĩ môn là cái âm thanh nó làm cho cái tâm mình rối loạn. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà cái tâm định mình chưa mạnh đó, mình ngồi chỗ nào yên lặng đó, thì nó dễ cái tâm mình dễ theo dõi cái đề mục hơi thở hơn.
Nhưng mà nếu mình ở chỗ nào mà nó ồn ào á, thì cái lỗ tai mình nó gặp cảnh thinh lớn, nó gặp cảnh gọi là cảnh rất lớn á, thì nhĩ thức sẽ sanh khởi cái làm thấy nghe thôi. Như vậy thì cái tâm mình nó bị phân tán. Còn nếu mà thực sự đó, thì điều này được được Đức Phật cũng như các bậc thánh đó, nghĩa là luôn luôn nhắc nhở ở trong rừng đó, để tìm được cái sự viễn ly của tâm. Có nghĩa là tiếng ồn nó không có làm khuấy động cái tâm nhãn thức. Nhĩ thức thì người đã dễ tập trung định hơn. Nhưng ngược lại, nếu người đã ở trong rừng đó, mà suy nghĩ đến thôn tưởng đó, điều này không nên và nó sẽ trở ngại. Còn thực sự thì Đức Phật Ngài vẫn tán thán cái người mà cái vị tỳ khưu mà mình gọi là đã đạt được đó, cũng như là Ngài Xá Lợi Phất Kỳ Mục Liên, Ngài đã đạt được cái sự thanh tịnh rồi. Dù Ngài có ở trong rừng hay không ở trong rừng thì tâm của Ngài vẫn thanh tịnh. Điều này được Đức Phật Ngài tán thán, nghĩa là tối thượng. Vì cái vị đó là cái vị mà ở trong hội chúng nhưng mà làm lợi ích cho hội chúng, chứ không bị hội chúng quấy nhiễu, không bị hội chúng làm cho cái vị này những cái phiền não lậu hoặc đó, thì cái vị này đã đoạn trừ rồi. Tuy rằng thì chúng ta cũng vẫn thấy Đức Phật có những lúc Ngài quở, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Liên dẫn những người đệ tử mà ồn ào đó, thì chúng ta cũng vẫn thấy điều đó. Vì Đức Phật là bậc đạo sư, Ngài có thân giáo, khẩu giáo hoàn hảo, và Ngài muốn rằng chư Tăng ở trong cái những vị tỳ khu đến chỗ trú xứ của chư Tăng phải yên tịnh. Vì chư Tăng cần những vị chưa có đoạn trừ những lậu hoặc đó, thì những vị đó sẽ đoạn trừ lậu hoặc. Còn khi mình ồn ào như vậy đó, thì những vị đó đó bị cái tâm lý bị gọi là bị trở ngại đó. Nên thường thường chúng ta thấy trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói đến một cái trú xứ mà gọi là quái niệm đó. Là trú xứ đó mà có tiếng ồn, hoặc là có những người chăn bò, những người móc củi, những người chăn dê, chăn cừu rồi đó, mà họ làm ồn ào tối ngày, mình gọi là cái trú xứ của quái niệm. Như vậy rõ ràng thì Đức Phật Ngài và các bậc thánh luôn luôn tán thán người được cái tâm viễn ly. Có nghĩa là người đã sống ở cái hội chúng nhưng mà không bị hội chúng mà chi phối. Như vậy đó là cái điều rất là cần thiết. Mình gọi là vị đó sống để giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng thấy rằng có nhiều vị đó, khi mà tâm họ biết an trú á, thì họ cũng gọi là dù là sống cái trú xứ không có phải là trú xứ trong rừng hội chúng, nhưng mà cái tâm của họ nó có một cái đề mục mà an trú niệm trong đó, thì điều này cũng được Đức Phật Ngài tán thán. Nhưng mà ngược lại, nếu người sống trong rừng ấy, mà cái tâm lúc nào cũng suy nghĩ đến thôn tưởng, là suy nghĩ đến trong cái làng xóm nó có những người phụ nữ lại có những cái gia đình hộ độ, hoặc là có chỗ ăn chỗ uống, chỗ có tìm được từ vật nhai nuốt nếm này kia đó, hoặc những cái lễ hội vui vẻ, thì điều đó được Đức Phật ngày dạy nên là lánh xa những cái tư duy như vậy. Vì những cái tư duy như vậy nó không có phù hợp với đời sống của vị tu sĩ. Và cái tuy rằng thân ở trong trong rừng núi, nhưng mà tâm vẫn bị hướng về làng và hướng về thôn tưởng. Nhưng ngược lại đó, thì cái cách an trú tâm đó, mà Đức Phật dạy trong bốn niệm xứ đó, là đi đứng nằm ngồi nhai nuốt nếm đại tiểu tiện đó, nằm ngồi nói cười, hay là mang y mang bát, hay là giặt vũ gì cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Điều đó được gọi là tâm viễn ly. Vì đó luôn luôn lúc nào cũng cột niệm niệm vào cái cách mà hiện hữu thân mình đang sử dụng như thế nào. Vì đó ghi nhận niệm như vậy đó, thì Đức Phật gọi là người đó có cái tâm viễn ly. Nhưng ngược lại, nếu mà vị đó mà sống trong cái trú xứ rừng núi, mà tâm bị thôn tưởng đó, bị cái tư duy thôn tưởng đó, là điều đó Đức Phật Ngài không có tán thán. Như vậy thì trong câu hỏi chúng tỏ đó, thì con xin nêu rõ là một người mà sống trong rừng mà tâm hướng về thôn tưởng đó, là điều đó không nên. Nếu người sống trong trú xứ, mình gọi là trú xứ của làng mạc đó, nhưng mà ngược lại, vì đó cái tâm có đề mục gọi là được Đức Phật Ngài tán thán, hoặc là vì đó sống với cái tâm không còn ô nhiễm được là Đức Phật Ngài tán thán. Thì xin chia sẻ cái câu hỏi, cái câu thảo luận số 3 là như vậy.
Và nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Mừng Tòa bây giờ xin giải mít cho Thượng Tọa. Sa thủ kính trưng Thượng Tọa, kính trưng Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Và một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, Thượng Tọa Pháp Tân, tại sao mà cái khăn nhận thức được đây là sắc sanh, đây là thọ sanh, tưởng sanh, hành sanh, thức sanh, rồi đây là sắc diệt, thọ diệt, cái tại sao nhận thức sắc diệt nó lại lại quan trọng đối với tuệ giác? Hay nói cách khác là tại sao trong đạo Phật hay nói đến nhận thức sanh diệt lại liên hệ mật thiết đến trí tuệ? Xin Thượng Tọa Quan Hỷ giải rõ về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền và Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Điều này thì con nghĩ rằng trong Phật giáo thường là nhắc đến cái gọi là cái trí tuệ hay là cái tuệ quán đó. Thì con nghĩ rằng ở trong một cái khả năng nhận thức về một cái người tu tập, nếu mà với một cái người tu tập thiền quán đó, nhờ có cái thường xuyên tập cho mình cái đời sống chánh niệm, tức là mình thường xuyên chánh niệm, làm cái gì mình cũng phải có chánh niệm, đặc biệt là trong cái chánh niệm đó là làm sao mình biết những cái gì đang diễn ra, biết được những cái, nhận thức được cái sự sanh diệt của thân và tâm. Điều đó rất là quan trọng, bởi vì nhờ cái chánh niệm nó một cách lâu dài mà sau này đó thì cái trí tuệ, cái vị hành giả nó mới có thể phát sinh được. Thì tôi nghĩ rằng ở trong kinh thì dạy một cái vị hành giả làm sao mà mình đi đứng nằm ngồi, hay là một cái nơi nhà, chọn một cái nơi nhà trống hay là ở dưới cội cây để mà mình quán niệm đó, quán niệm về bốn niệm xứ. Thì khi đó đó là mình đời sống tu tập thiền quán là mình làm sao quân tập có chánh niệm, tức là có sự ghi nhận biết rõ được, ghi nhận biết rõ được những cái sự sanh diệt của thân và tâm. Thân và tâm thì đó là pháp hữu vi, cho nên là nó phải chịu cái sự sanh diệt đó. Nhưng mà do rằng là mình không có cái chánh niệm á, cho nên là mình không có được cái biết rõ được sự sanh diệt đó. Cho nên là trong cái đời sống tu tập thiền, Đức Phật dạy cho là một cái vị hành giả luôn luôn tập cho mình có một cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì chỉ có chánh niệm tỉnh giác, tức là một cái khả năng mà mình trực nhận, thông qua cái trực nhận, nhận biết cái sanh diệt, sự sanh diệt của danh và sắc đó, thì cái điều đó nó mới có thể rằng trực nhận bằng cái tuệ giác của một vị hành giả. Bởi vì nếu mà chánh niệm một cách lâu dài đó, thì cái trí tuệ sẽ phát sanh. Và lần lượt thì cái vị hành giả mới có thật cái trí tuệ mà mình gọi là cái tuệ đạo quả, để mà cắt đứt những cái tham ái, những cái chấp thủ đối với năm uẩn này.
Và khi mà mình có được cái đời sống chánh niệm thì đó là một đời sống cần thiết nha, cần phải quân tập như vậy hoài. Bởi vì nếu mà không có quân tập thì ở trong Phật giáo thường nói đến cái quán chiếu nội tại, tức là từ cái làm sao mà mình nhận thức biết rõ được bằng với cái chánh niệm của mình thông qua năm uẩn này, bằng trên cái dựa trên bốn cái quán niệm mà thường được nhắc nhở ở trong kinh, đó là thân quán, thọ quán, thân quán và pháp, tâm quán và pháp quán đó. Thì cái quán đó là cái mà mình cũng phải cần có thường xuyên, là quân tập cái chánh niệm cho chính mình. Vì chánh niệm là một cái gì đó, mà một phương pháp mà con nghĩ rằng rất rất cần cho một cái vị hành giả tu tập. Bởi vì làm gì làm mà không có cái chánh niệm thì cũng không thể nào mà nhận thức được những cái liên quan đến những cái sự sanh diệt của năm sắc, năm uẩn. Vì vậy cho nên là để mà có được cái tuệ giác á, thì con nghĩ rằng trong Phật pháp thì ngoài cái việc mà tu tập các cái công đức, tu tập các cái pháp độ ba la mật á, thì mình cũng phải thường xuyên trau dồi cái đời sống chánh niệm này. Bởi vì nếu mà trong đời sống hàng ngày đó mà mình không có chánh niệm thì nó có nhiều cái mà mình thất niệm, nó làm cho mình bị hướng tới những cái pháp bất thiện, từ cái việc mà nghĩ đến cái dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy. Nhưng mà một người mà có cái tập cho mình cái đời sống chánh niệm như vậy đó, thì có nghĩa là mình luôn luôn có cái chánh niệm, không để thất niệm. Và nếu mà chánh niệm một cách lâu dài hoặc là lớn mạnh thì thật sự là cái tuệ giác nó có thể, hoặc là cái trí tuệ nó có thể sanh với cái người đó. Trí tuệ ban đầu thì có lẽ là thấy được sự sanh diệt đó, sự sanh diệt của năm uẩn, thấy cái sự biến mất, sự có mặt, sự sanh diệt của năm uẩn đó. Nhưng mà rồi thì đến một mức độ nào đó thì con nghĩ rằng cái trí tuệ ở trong đạo quả nó có thể sanh khởi, là vì đấy có thể là chứng quả vị thánh nhân. Thì làm gì làm thì ở trong Phật pháp á, Đức Phật dạy cho cái phương pháp mà hành trì, và đặc biệt là như là nói đến bát chánh đạo thì mình cần phải làm thực hành đầy một cách đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà mình có được những điều đó thì thật sự là mình mới có được cái sự hỷ lạc ở trong cái đời sống. Và khi mà mình thực hành một cách thiền xuyên và liên tục như vậy thì nó mới có được cái kết quả, đặc biệt là cái trí tuệ mà ở đây nó nhờ đó mà mình có thể thấy rõ được sự sanh diệt, để đoạn trừ được những cái phiền não, đạt được cái sự an tịnh giải thoát. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ, con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính chân Thượng Tọa Pháp Thân. Thưa quý vị, câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Thân đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam mô Bụt Tha Giá.
sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến quả giải tốt luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã an tâm thánh pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học.